Chào mừng các con quay lại với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Nguyễn Thị Thùy Dung. Ở tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các con học môn toán. Và bài học hôm nay cô sẽ chia sẻ với chúng ta đó là bài phép cộng trong phạm vi 10. Ở bài học này, các con sẽ được cô giới thiệu dùng sơ đồ tách gộp để làm quen với cách thực hiện phép cộng. Và sau đó, chúng ta sẽ thực hành dùng sơ đồ tách gộp số để thực hiện một số phép cộng trong bài. Các con sẽ cùng cô bắt đầu bài học nhé. Các con sẽ cùng quan sát trên màn hình cho cô nào. Bây giờ tất cả sẽ cùng quan sát thật kỹ xem có những gì xuất hiện trên màn hình nhé. Từ những hình cô vừa chiếu, các con sẽ suy nghĩ và nêu cho cô câu chuyện ở trong màn hình các con vừa thấy. Cô nghĩ rằng tất cả các con đều nghĩ ra được câu chuyện ở trong bức hình này rồi đúng không nào? Bây giờ tất cả các con cùng quan sát cho cô. Ở đây cô có những chú ếch đúng không nào? Ở đây là những chú ếch vàng và đây là những chú ếch xanh. Thế chuyện gì xảy ra với những chú ếch này đây? Có 4 chú ếch. Sau đó có thêm 3 chú ếch lại chơi cùng với các bạn. Vậy các con cho cô biết có tất cả là bao nhiêu chú ếch? Cô nêu lại nhé. Ban đầu có 4 chú ếch vàng. Có thêm 3 chú ếch xanh lại chơi cùng với các bạn. Vậy có tất cả bao nhiêu chú ếch? Từ câu chuyện trong bức hình các con vừa thấy, bây giờ tất cả các con sẽ cùng quan sát lại cho cô và nhớ lại câu chuyện vừa rồi nhé. Như vậy có tất cả là mấy chú ếch vàng nào các con? Có phải là có 4 chú ếch vàng đúng không nào? Và có mấy chú ếch xanh? Có 3 chú ếch xanh. Như vậy tất cả ở đây là có mấy chú ếch? Các con sẽ cùng đếm với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Các con quan sát đã kỹ chưa nào? Bây giờ từ hình vẽ này các con sẽ cùng nhìn tiếp cho cô. 4 chú ếch vàng. Cô sẽ viết vào vòng tròn ở đây là số 4. 3 chú ếch xanh. Cô sẽ viết vòng tròn ở đây tiếp theo là số 3. Các con đã nhận biết được đây chính là sơ đồ tách gộp các con đã được học đúng không nào? Vậy 4 chú ếch vàng thêm 3 chú ếch xanh. Như vậy có tất cả là 7 chú ếch. 4, 3 và cô có kết quả ở đây là 7. Bây giờ các con sẽ cùng đọc cho cô sơ đồ gộp. Cô mời các bạn cùng quan sát. Gộp 4 và 3 được 7. Hoặc cô có thể đọc lại như sau. Gộp 3 và 4 được 7. Sau khi các con thực hiện được viết sơ đồ tách gộp xong, các con cùng quan sát cho cô nhé. Gộp 4 và 3 được 7. Như vậy tương ứng cô có phép tính 4 cộng 3 bằng bao nhiêu đây các con? 4 cộng 3 bằng 7. Các con đọc lại cho cô phép tính này nào. 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy các con lưu ý từ sơ đồ gộp số ở đây, gộp 4 và 3 được 7. Các con sẽ viết được phép tính tương ứng đó là 4 cộng 3 bằng 7. Các con nhớ tương tự tất cả những phép tính khác, các con cũng sẽ dựa vào sơ đồ gộp số để chúng ta có thể viết được phép tính cộng tương ứng dựa vào những số ở trong sơ đồ gộp. Các con rõ chưa nào? Như vậy cô vừa giới thiệu với các con cách dùng sơ đồ gộp số để chúng ta thực hiện phép tính cộng 4 cộng 3 bằng 7. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng thực hành cách dựa vào sơ đồ tách gộp số này
để tính cho cô nêu ra được những phép tính tương ứng với mỗi bài toán nhé. Phần thứ nhất, các con hãy quan sát cho cô. Ở đây, cô có mấy chú gà con nào? À, tất cả các con sẽ cùng đếm với cô nhé. Ở bức tranh này, cô có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 chú gà con. Tương ứng, cô sẽ viết số 7. Tiếp theo, cô có mấy chú gà con nữa các con? À, cô có 3 chú gà con nữa. Có 7 chú gà con. Thêm 3 chú gà con nữa. Vậy bây giờ tất cả các con sẽ cùng quan sát. Đây là sơ đồ tách gộp số. Chúng ta sẽ thực hiện viết cho cô từ câu chuyện vừa rồi của những chú gà con. Các con sẽ viết số tương ứng vào sơ đồ tách gộp số cho cô nhé. À, các con đã thực hiện được rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả với cô. Ở đây, cô sẽ có số 7 tương ứng với 7 chú gà con. Vòng tròn phía dưới, cô sẽ viết số 3 tương ứng với 3 chú gà con. Ban đầu có 7 chú gà con, thêm 3 chú gà con chạy tới nữa. Vậy tất cả là bao nhiêu chú gà con nào các con? À, có phải là 10 chú gà con đúng không nào? Như vậy tất cả các con sẽ viết ở đây là số 10. Như vậy cô có sơ đồ tách gộp số như sau. Gộp 7 và 3 được 10. Các con nhắc lại nhiều lần cho cô nhé. Gộp 7 và 3 được 10. Từ sơ đồ tách gộp số như vậy, chúng ta sẽ viết được phép tính tương ứng. Các con sẽ viết cho cô số 7. Gộp lại chúng ta viết dấu cộng. Sau đó các con sẽ thực hiện tiếp cho cô viết cộng 3. Và ra được gộp 7 và 3 được 10. Các con sẽ viết được kết quả là bằng 10. Như vậy từ sơ đồ tách gộp số, các con đã thực hiện được phép tính cộng. 7 cộng 3 bằng 10. Các con đã rõ chưa nào? Chúng ta sẽ cùng thực hành tiếp nhé. Bây giờ tất cả các con quan sát trên màn hình. À, ở đây cô có một bông hoa và những chú ong chăm chỉ sẽ đi hút mật. Đầu tiên các con đếm cho cô có bao nhiêu chú ong bay tới hút mật nào? À, có tất cả là mấy chú ong con? 1, 2, 3, 4 chú ong bay tới hút mật. Sau đó có thêm mấy chú ong nữa bay tới các con? À, có 1, 2, 3 và 4. Tiếp tục có 4 chú ong nữa bay tới để hút mật. Bây giờ tất cả các con sẽ lắng nghe cô nêu câu chuyện trong bức hình này nhé. Ban đầu có 4 chú ong. Sau đó có tiếp tục 4 chú ong nữa bay tới để hút mật. Hỏi có tất cả là mấy chú ong? Các con rõ chưa nào? Vậy ban đầu có 4 chú ong, tương ứng cô sẽ viết số mấy? À, tương ứng cô sẽ viết số 4. Thêm 4 chú ong bay tới nữa, cô sẽ viết số 4. Tiếp theo, đây là sơ đồ tách gộp số. Các con sẽ thực hiện viết cho cô sơ đồ tách gộp số từ câu chuyện cô vừa nêu. Các con đã làm được rồi đúng không? Bây giờ các con sẽ cùng kiểm tra với cô nhé. Ban đầu có 4 chú ong, cô viết số 4. 4 chú ong bay tới nữa, cô sẽ viết số 4. Tiếp tục 2 lần tất cả các chú ong này bay tới sẽ có kết quả là bao nhiêu chú ong các con? À, ở đây cô có số 8. Bởi vì các con đếm được tất cả là 8 chú ong, đúng không nào? Vậy từ sơ đồ tách gộp số này, các con có đoán được phép tính tương ứng ở đây là gì không?
Bây giờ các con sẽ cùng nghe cô nêu cách gộp số ở đây nhé. Gộp 4 và 4 được 8. Gộp 4 và 4 được 8. Các con đã ra được phép tính cộng nào chưa? À, đó chính là phép tính cộng. 4 cộng 4 bằng 8. Như vậy, từ sơ đồ tách gộp số ở đây, các con đã viết được phép tính tương ứng. Tiếp theo các con đếm cho cô. Ở vòng tròn đầu tiên, chúng ta có bao nhiêu chấm tròn? À, có 2 chấm tròn đúng không nào? Phần tiếp theo, vòng tròn thứ hai, cô có bao nhiêu chấm tròn? Các con đếm cho cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Như vậy, vòng tròn thứ hai có 7 chấm tròn. Có 2 chấm tròn, thêm 7 chấm tròn nữa. Vậy, có tất cả là bao nhiêu chấm tròn? Các con lắng nghe cô vừa nêu, chúng ta sẽ viết cho cô số tương ứng vào sơ đồ tách gộp. À, cô nghĩ rằng tất cả các con đã làm rất tốt rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập trung quan sát trên màn hình để kiểm tra kết quả cùng cô nhé. Vòng tròn thứ nhất có 2 chấm tròn, chúng ta sẽ viết số 2. Vòng tròn tiếp theo, chúng ta sẽ viết số 7. Hai vòng tròn gộp lại có tất cả là bao nhiêu chấm tròn các con? À, có tất cả là 9 chấm tròn, chúng ta sẽ viết số 9. Như các con nhớ nhé, hai vòng tròn này gộp lại tương ứng gộp 2 và 7, chúng ta được 9 chấm tròn. Các con nhắc lại cho cô sơ đồ tách gộp số. Gộp 2 và 7 được 9. Gộp 2 và 7 được 9. Như vậy, các con sẽ viết được phép tính cộng tương ứng đó là gì nào? À, đó chính là 2 cộng 7 bằng 9. Tương tự như những phần trên, các con đã dựa vào sơ đồ tách gộp số, viết được phép tính cộng tương ứng. Như vậy, tất cả các con sẽ cùng lắng nghe một lần nữa cho cô. Chúng ta sử dụng sơ đồ tách gộp số để viết phép tính cộng tương ứng. Ở phần thứ nhất, các con đã được làm quen với các số trong sơ đồ tách gộp. Gộp 4 và 3 được 7, các con viết được phép tính cộng 4 cộng 3 bằng 7. Ở sơ đồ thứ hai, các con gộp 7 và 3 được 10, các con viết được phép tính cộng tương ứng 7 cộng 3 bằng 10. Và tương tự với hình những chú ong và hình chấm tròn, các con đã viết được phép tính cộng 4 cộng 4 bằng 8 và 2 cộng 7 bằng 9. Qua những phần cô vừa chia sẻ, cùng với sơ đồ này, cô hy vọng rằng tất cả các con sẽ hiểu bài thật tốt, vận dụng những kiến thức này để chúng ta có thể làm bài được chính xác. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt tất cả các con. Hẹn gặp các con trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.